Theo đề xuất được thông qua thì mức tăng sẽ là 50.000 korun và sẽ chỉ áp dụng đối với những gia đình sinh con từ năm 2024. Các gia đình sinh nhiều hơn một con sẽ nhận được mức tăng cao hơn. Tuy nhiên, đề xuất tăng chỉ áp dụng đối với trẻ sinh từ năm 2024 đã gặp phải nhiều chỉ trích không chỉ riêng từ các phe đối lập mà cả chính trong các liên minh. Bộ trưởng Marian Jurečka cho biết đã cố gắng mở rộng chế độ đối với cả trẻ em sinh trước năm 2024 và điều này đang trong giai đoạn thỏa thuận. Chủ tịch Hạ viện bà Margareta Pekarová Adamová lại hoàn toàn hài lòng với đề xuất mức tăng và áp dụng với trẻ sinh từ đầu năm 2024, bởi theo bà đây là tình huống tốt nhất đối với ngân sách nhà nước. Hạ viện sẽ bắt đầu thảo luận đề xuất này vào tháng 8. Các phe đối lập đều ủng hộ việc sẽ tăng trợ cấp, nhưng họ cũng đang chuẩn bị một đề xuất thay đổi, trong đó mức tăng sẽ cao hơn, cũng như sẽ áp dụng đối với các gia đình có con dưới 4 tuổi vẫn đang trong giai đoạn nhận trợ cấp. Ngoài ra, thời gian nhận trợ cấp có khả năng sẽ bị rút ngắn từ 4 năm xuống 3 năm. Nedosáhne. Vládou schválený návrh počítá.